Trở lại một ứng cử viên của đảng Cộng hành cho 2024 mang tên Chris Christie. Và với Chris Christie đang bảo vệ cho Hunter Biden. Trở lại tờ tiền ngắn, trong cái bản tin ngắn là tờ tiền 100 năm tuổi năm 1923. Với giá là 495, số điện thoại 657-600-8888. Chris Christie, một thành viên của đảng Cộng Hòa, trở thành một ngôi sao sẹt sáng trong những chương trình của cánh tả như là chương trình ABC. Chương trình ABC là chương trình rất là cánh tả nha quý vị. Chris Christie tuyên bố là Hunter Biden không có tên trong lá phiếu. Cái lý do đó, Hunter Biden thật sự không có matter. Sao không matter ông nội? Hunter Biden đã sử dụng cái tên của ông Joe Biden. Và cũng không biết rằng ông Joe Biden có cùng Hunter Biden nhận hàng triệu đô la từ một số cái thế lực nước ngoài hay là không. Cái câu chuyện nằm ở chỗ là ông Joe Biden biết những gì, và thật sự ông Joe Biden đã có bán những cái bí mật của nước Mỹ hay không. Những cái tài liệu mật trong cuộc điều tra của Chris Orr vẫn còn. Cái tài liệu mật mà gần như tới ngày hôm nay, cuộc điều tra đã vắng tiếng khi mà ông Joe Biden là phó tổng thống của nước Mỹ, giữ những cái tài liệu không cần phải giữ, không được quyền giải mật tại cái khu vực bất an toàn là căn nhà của ông ta khi Hunter Biden vào đó. Mà Hunter Biden đã nhận 664.000 đô la từ một công ty của đảng Cộng sản Trung Cộng. Hunter Biden nhận 83.333 đô la từ công ty của Burisma. Kể cả luôn câu chuyện của ông Joe Biden thật sự có quýt thô 1 tỷ đô la để tống cổ cái nhân vật điều tra đó là Robert, Sokin, điều tra điều kiện của Hunter Biden, quid pro quo sự tham nhũng trắng trợn hay không. Tất cả những câu chuyện đó là đảng Cộng Hòa đang làm. Đừng nghĩ ra Hunter Biden không có trong cái lá phiếu. Nếu mà thật sự Hunter không Biden không có trong cái lá phiếu, tại sao cái đảng Dân Chủ, tụi nó là sử dụng 51 nhân vật mà được coi rằng là chúng ta thần tượng nhất trong quá khứ, tình báo quan trọng của nước Mỹ, ký vào một cái chữ ký cho rằng cái máy tính xách tay của Hunter Biden là một cái máy tính xách tay không có thật, để che giấu trước cuộc bầu cử. Nếu ông nghĩ rằng Hunter Biden không quan trọng mà không có lá phiếu thì tại sao họ phải làm như vậy? Tại sao chương trình Twitter phải block cái tờ báo New York Post? Tại sao họ phải làm như vậy? Tại sao FBI biết và nói là máy tính trên tay thật mà giấu? Tại sao CNN giấu? Tôi không hiểu nổi. Chắc tất cả những cái trí tuệ trong mình nó dồn ở bụng của ông hết rồi, đúng không Chris Christie? Và đó là những gì mà Chris Christie trả lời trong cái chương trình của ABC. Chào tạm biệt.